Sáng nay ngày 6 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng các Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Trương Quốc Cường, Trương Văn Thuấn và nhiều lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đã được tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca tại Bệnh viện Bạch Mai. Tính đến sáng nay, cả nước đã có 675.956 người là các đối tượng ưu tiên trong công tác phòng chống dịch COVID-19 được tiêm vaccine COVID-19. Trong đó, riêng ngày 5 tháng 5, có thêm 90.417 người được tiêm vaccine COVID-19. Sáng nay ngày 6 tháng 5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong 12 giờ qua, cả nước thêm 8 ca mắc COVID-19, từ ca bệnh 3.023 đến 3.030, đều là các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Trước tình hình này, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa phát đi thông báo khẩn đề nghị người bệnh từng đến khám tại bệnh viện cần liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn theo dõi sức khỏe. Theo đó, để thực hiện các quy định về giám sát, quản lý ca bệnh, người tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 của Bộ Y tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đề nghị tất cả những ai đến cơ sở 2 của bệnh viện ở Kim Trung trong thời gian từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn theo dõi sức khỏe và hỗ trợ y tế. Sáng ngày 6 tháng 5, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn cấp phong tỏa cách ly khu vực có ca mắc COVID-19 tại thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi cũng đã công bố lịch trình của bệnh nhân mắc COVID-19 tại xã Tịnh Kỳ trong thời gian từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5. Ngay khi có thông tin về ca bệnh, ngành y tế đã tiến hành điều tra truy vết, lập danh sách hàng chục trường hợp liên quan để tổ chức đưa đi cách ly tập trung và theo dõi y tế. Công tác truy vết, rà soát vẫn đang tiếp tục thực hiện. Bước đầu đã xác định được 5 F1 và 74 F2 có liên quan đến ca bệnh COVID-19 tại xã Tịnh Kỳ. Sáng ngày 6 tháng 5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngay sau khi hai trường hợp bệnh nhân 28 tuổi ở xóm Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà và bệnh nhân 32 tuổi ở thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, ngay lập tức Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng từ tỉnh đến cơ sở thần tốc truy vết trong đêm. Bước đầu đã truy vết được hơn 200 F1, F2, trong đó tại xã Tượng Sơn có 24 F1, 77 F2. Tại xã Việt Tiến có 8 F1, 95 F2. Ngay trong đêm, lực lượng y tế, quân đội, công an và chính quyền địa phương đã lập 15 chốt kiểm soát chặt chẽ, nội bất xuất, ngoại bất nhập, không cho người dân đi ra khỏi khu vực và từ vùng khác đến. Chiều ngày 5 tháng 5, sau khi Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy nhanh tiến độ kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh các trường phổ thông, ngay trong tối cùng ngày, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện đã chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở gấp rút điều chỉnh lịch thi kiểm tra cuối học kỳ 2. Tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất cho học sinh ngừng đến trường từ ngày 10 tháng 5. Thời điểm hiện tại, học sinh khối 9 và 12 đã hoàn tất các bài kiểm tra học kỳ 2, riêng các khối còn lại đang thực hiện các bài kiểm tra cuối học kỳ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và Ban Quản lý cảng Sa Kỳ đã túc trực 24/24 kiểm soát kê khai y tế đối với người dân ra vào đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi có văn bản thông báo cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ trưa ngày 6 tháng 5 đến khi có thông báo mới. Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn cho biết, tất cả công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện đảo Lý Sơn đã triển khai thực hiện phun khử khuẩn, trang bị khẩu trang, đặt dung dịch sát khuẩn tại nơi công cộng, thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Sáng ngày 6 tháng 5, trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, đại diện Ủy ban Nhân dân quận 1 cho biết đang cùng với Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục rút giấy phép kinh doanh nhà hàng The King ở số 102-104 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, do không chấp hành chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, tối ngày 4 tháng 5, trong quá trình kiểm tra công tác phòng chống dịch trên đường Lê Lai, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức làm trưởng đoàn phát hiện nhà hàng The King có dịch vụ ca hát. Tiến hành kiểm tra, đoàn phát hiện có 98 người đang sử dụng dịch vụ, trong đó có 8 khách nước ngoài là người Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng nói, trong nhóm người Trung Quốc trên, có một người vừa hoàn thành cách ly tập trung tại Hưng Yên và đang trong thời gian cách ly tại nhà.
Sáng ngày 6 tháng 5, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh này làm việc trực tiếp đối với người quản trị fanpage Thừa Thiên Huế, 27 tuổi, trú thành phố Huế, để làm rõ một số nội dung sai phạm. Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng vì đã vi phạm Nghị định 15 của Chính phủ, quy định xử phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao của dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam - phía Đông giai đoạn 2017-2020 vừa được Bộ Giao thông Vận tải và các nhà đầu tư ký kết tại Hà Nội vào sáng ngày 6 tháng 5. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 5.524 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhà đầu tư huy động khoảng 2.556 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiếm 20%. Nguồn vốn nhà nước tham gia thực hiện dự án khoảng 2.967 tỷ đồng. Dự án có thời gian xây dựng 2 năm, thời gian vận hành khai thác hoàn vốn khoảng 16 năm 4 tháng.